Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 4 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Giao ban công tác báo chí tháng 1 năm 2019, định hướng tuyên truyền kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng thời gian tới. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hành trình mang hàng quà Tết đến với nhân dân, chiến sĩ các đơn vị đang sinh sống và làm việc tại các đảo Trường Sa. Tiếp tục mở đợt cao điểm kiểm soát chặt thị trường Tết Nguyên đán. Việc làm cho lao động địa phương, yếu tố quan trọng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018. Đồng thời triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và 63 điểm cầu toàn quốc. Về phía tỉnh Lâm Đồng, có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đã tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh, mặc dù trong năm 2018, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là tại các tuyến xe khách, xe tải, taxi và xe container, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ ngành từ trung ương đến địa phương cần phải thẳng thắn nhìn nhận, phân tích những tồn tại, hạn chế, thiếu sót của từng ngành, từng đơn vị, địa phương, để có những đề xuất giải pháp kịp thời nhằm hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân đầu năm 2019. Đồng thời, tiếp tục giảm thiểu tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết, bị thương, kéo giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, siết chặt quản lý phương tiện kinh doanh vận tải, chú trọng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong năm 2018, toàn quốc đã xảy ra trên 18.000 vụ tai nạn giao thông, khiến 8.200 người chết, trên 14.800 người bị thương, giảm 1.300 vụ, 33 người chết và 2.200 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017. Riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2018 đã xảy ra 215 vụ tai nạn giao thông, làm chết 142 người, 144 người bị thương, tăng 20 vụ, tăng 8 người chết và tăng 17 người bị thương so với cùng kỳ. Trong đó, một số địa phương như thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, Đà Oai và Đơn Dương, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các địa phương đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2019, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, đặc biệt tại tuyến đường trọng điểm, các điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và hỗ trợ thêm kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện. Sáng nay, huyện ủy Đơn Dương tổ chức đợt học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 12, chuyên đề năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trong nước và ở địa phương cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tại địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 1 năm 2019, toàn huyện sẽ tổ chức 20 lớp tại đảng bộ xã, thị trấn và các đảng bộ chi bộ cơ sở. Trong đợt này, đội ngũ báo cáo viên của huyện giới thiệu nội dung các chuyên đề nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chuyên đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, và tình hình kinh tế xã hội trong nước và ở tỉnh Lâm Đồng, huyện Đơn Dương năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Chiều nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 1 năm 2019 với sự tham gia của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, ông Phùng Khắc Đồng,
Người phát ngôn Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh đến các đại biểu về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm qua. Theo đó, trong năm qua, kinh tế của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước với 8,59%, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Cụ thể, ngành nông lâm thủy sản tăng 5,2%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 8,39%, dịch vụ tăng 12,25%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng một năm. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 26.340 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.100 tỷ đồng, bằng 105% dự toán địa phương. Kim ngạch xuất khẩu đạt 661 triệu đô la, tăng gần 20%. Trên 38.800 lao động được đào tạo nghề, trong đó gần 30.000 lao động được giải quyết việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh đã giảm xuống còn 2,85% nhờ các chương trình đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế hiệu quả tại các vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, v.v. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã kiến nghị một số vấn đề như tình trạng kẹt xe cục bộ đang có xu hướng gia tăng tại một số nút giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Các cấp ngành cần có sự can thiệp để sản phẩm hoa của Lâm Đồng có thể thuận lợi vào được các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên Đán. Vấn đề trên địa bàn thành phố Đà Lạt thi công các công trình chỉnh trang đô thị, đào xới các vỉa hè, một số tuyến đường gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Và người dân phải trả tiền cho đơn vị thi công từ 1 triệu rưỡi đến 15 triệu đồng để được hoàn trả mặt bằng. Vấn đề ngưng khai thác cát trên sông Đồng Nai, vấn đề cho vay tín dụng đen, v.v. Trả lời các câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí, ông Phùng Khắc Đồng, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh đã có chủ trương di dời chợ Phan Chu Trinh và tìm địa điểm mới để xây dựng trường Hoa Phong Lan để mở rộng vòng xoay Phan Chu Trinh nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe và tìm hướng giải quyết lâu dài đối với việc lưu thông xe khách trọng tải lớn trong thành phố. Đối với việc tiêu thụ hoa cho nông dân vào dịp Tết, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành làm việc và có kế hoạch phối hợp xúc tiến. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương có trách nhiệm tiếp tục làm việc và đôn đốc các đơn vị liên quan để giải quyết vấn đề này. Đối với vấn đề các hộ dân phải trả tiền cho đơn vị thi công để hoàn trả vỉa hè sau khi thi công các công trình chỉnh trang đô thị, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí cung cấp thông tin đầy đủ để Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp xử lý, tránh gây bức xúc trong nhân dân. Đối với các vấn đề khác, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy sẽ tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng và có giải trình cụ thể trong thời gian tới. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân gặp mặt báo chí và tổ chức mang hàng quà Tết đến với nhân dân chiến sĩ các đơn vị đang sinh sống và làm việc tại các đảo Trường Sa. Nông dân Lâm Đồng đồng hành với các mô hình dân vận khéo cùng chung tay xây dựng nông thôn mới là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Trong ngày hôm nay 4 tháng 1, tại quân cảng Cam Sanh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã gặp mặt 117 phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí trên toàn quốc tham gia hành trình đến với các đảo ở Trường Sa, đồng thời tổ chức lễ tiễn đoàn công tác đi thay, thu quân và tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ nhân dân tại quần đảo Trường Sa trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Tại hội nghị, các phóng viên báo đài cả nước được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông báo về lộ trình quy định yêu cầu đối với hoạt động thu thập và xử lý thông tin, quy định về đảm bảo an toàn, công tác chuẩn bị để tham gia theo tàu thay quân và chúc Tết các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa năm 2019. Chuyến công tác sẽ có 3 tàu chia thành 3 tuyến xuất phát vào buổi chiều cùng ngày đến các điểm đảo của quần đảo Trường Sa nhằm tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nha Trang DK1, vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa và các vùng biển đảo khác của Việt Nam. Tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ chiến sĩ nhân dân trong đất liền gửi đến quân dân trên quần đảo Trường Sa trong dịp đón Tết Kỷ Hợi, phản ánh đa dạng đời sống của quân và dân Trường Sa trên các đảo và điểm đảo. Quân cảng Cam Ranh vào một buổi chiều đầu năm 2019 nắng gió và tràn đầy những cảm xúc xúc động. Tuy xa nhà, xa đất liền, nhưng có thể thấy được sự háo hức, phấn khởi và đầy mong chờ của các chiến sĩ lần đầu tiên được đặt chân đến các quần đảo Trường Sa. Với nhiệt huyết, quyết tâm và ý chí của tuổi trẻ, các chiến sĩ xem đây là một niềm vinh dự và tự hào lớn lao nhất trong cuộc đời họ. Mình nghĩ là
cảm xúc nói chung là rất là buồn. Một phần là nhớ nhà, một phần là xe anh em bạn bè. Của tám em là em rất là được vinh dự được là một người lính hải quân, được ra ngoài đảo Nam nước công tác. Em sẽ cố hết sức để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước mình. Điều kiện thời tiết hiện nay là tương đối là phức tạp, nhưng với tinh thần cố gắng và trách nhiệm cũng như là sự là quyết tâm của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng, kể cả lực lượng tàu, là quyết tâm là sẽ ra khơi, ra đảo với thời gian nhanh nhất và an toàn và hiệu quả nhất. Cùng đồng hành trong chuyến đi dài ngày và gian khó này có các phóng viên, biên tập viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước. Trong giây phút xúc động này, ai ai cũng nghiêm túc tác nghiệp để có thể truyền tải được cụ thể, chân thật và kịp thời nhất về không khí trang nghiêm của buổi lễ xuất quân. Đối với những phóng viên, dù là lần đầu hay là lần thứ hai, thứ ba đến với Trường Sa, trong họ luôn sục sôi nhiệt huyết, dấn thân đối với công việc, cũng như những cảm xúc yêu thương trân trọng của đất liền đối với sự hy sinh của các chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Trường Sa và những người dân ở biển đảo. Có lẽ tôi cũng như rất là nhiều đồng nghiệp khác, đây là lần đầu tiên được đi ra đảo. Chính vì vậy mà cái lần đầu tiên bao giờ nó cũng có những cái xúc cảm thực sự, gần như tất cả những tình yêu, những cảm xúc của cái lần đầu tiên và của biển đảo thân yêu thì mình đạt trọn niềm tin. Là một hoạt động thường niên, nhưng những buổi lễ tuyển quân đi các quần đảo Trường Sa luôn chứa chan nhiều cảm xúc và ý nghĩa đặc biệt. Những chuyến tàu khởi hành hôm nay mang theo những món quà Tết cùng niềm tình cảm sâu nặng của nhân dân, tiếp thêm sức mạnh đến đồng bào đang sinh sống, làm việc và công tác tại biển đảo, yên tâm và có một mùa Tết ấm no, hạnh phúc. Trước đó, tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, những chuyến hàng Tết 2019 mang theo tình cảm của nhân dân đất liền đã được các chiến sĩ cán bộ hải quân vận chuyển lên tàu, chuẩn bị cho chuyến hành trình đến với nhân dân, chiến sĩ, các đơn vị đang sinh sống và làm việc tại các đảo Trường Sa, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trong không khí hối hả rộn ràng, 55 tấn hàng Tết bao gồm nhu yếu phẩm, lương thực và thực phẩm, bánh mứt Tết phong phú về chủng loại đã được vận chuyển lên các tàu hải quân, nhằm đảm bảo người dân tại các quần đảo Trường Sa đón Tết đầy đủ, ấm cúng nhờ đất liền. Hàng trăm giò lan và cành lan với tổng giá trị trên 100 triệu đồng cũng được Hiệp hội Hoa Đà Lạt vận chuyển về quân cảng để tặng cho quân và dân tại 33 điểm đảo và các đơn vị tại Trường Sa. Những đóa phong lan này được trồng tại Ninh Thuận trong vòng 9 tháng để lan có thể kịp thích nghi với nắng và gió tại vùng biển. Tiếp tục được chăm sóc trong 9 tháng tiếp theo tại Lâm Đồng để đủ cứng cáp chịu đựng được quá trình di chuyển đầy gian truân này. Với thông điệp thuận buồm xuôi gió, những bông hoa phong lan là đại diện cho tình yêu thương nồng hậu, tình cảm ấm áp, là lời động viên và tri ân của những người dân ở đất liền nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng đối với người dân và cán bộ chiến sĩ tại Trường Sa. Trọng nhất là mình muốn dành một cái phần sáng tạo của mình và một phần cái kết quả đó mình để mình gửi tặng cho các chiến sĩ để động viên về tinh thần các chiến sĩ, và qua đó cũng cảm ơn các chiến sĩ đã luôn là cái chỗ dựa về tinh thần cho các chiến cho các anh em trong thanh niên khởi nghiệp trong đất liền để mà luôn vươn lên phát triển kinh tế để làm giàu cho chính bản thân mình mà cho xã hội, và luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần và vật chất cho các chiến sĩ ngoài Trường Sa. Đối với mỗi người Việt Nam thì nhắc đến biển đảo là rất là thiêng liêng, rất là kính yêu, ai cũng mong muốn được góp những cái tình cảm để mà góp phần cho biển đảo ngày càng vững mạnh, để đó là chính là Việt Nam đất nước sẽ trường tồn. Cán bộ chiến sĩ tàu 5-1 rất bồi hồi xúc động khi được tiếp đón các đoàn công tác. Cán bộ chiến sĩ tàu 5-1 xin hứa sẽ cố gắng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao, cố gắng không ngừng góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương. Trong chiều ngày 4 tháng 1, các tàu hải quân sẽ khởi hành theo 3 hướng khác nhau với nhiệm vụ giao thu quân vận chuyển hàng Tết đến Trường Sa. Đây là chuyến tàu tình nghĩa mang những tình cảm chân thành nồng hậu đến với bà con nhân dân chiến sĩ tại các đảo Trường Sa, để những người con của Việt Nam dù ở bất kỳ đâu cũng đều ấm no, hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười nhân dịp Tết đến xuân về. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục phát triển, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua các phong trào trên đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Với 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, thôn Quang Chớ của xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương đang đi đầu trong phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu sau khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, mà minh chứng là những cánh đồng cho thu nhập bình quân đầu người với gần 50 triệu đồng mỗi năm đang được nhân rộng. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, kiên cố hóa. Một không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp được hình thành trong tiến trình nông thôn mới kiểu mẫu. Là vừa nay là triển khai được làm khoảng 800 mét đường bê tông trong thôn, khoảng là 1.200 mét là đường điện thắp sáng. Trồng hoa hai bên đường là khoảng 800 mét. Hiện nay thì đang xây dựng mô hình kiểu mẫu là trồng hoa hai bên đường và làm mô hình tiến kiện an ninh trong thôn, thì để đảm bảo trật tự an ninh trong thôn Quang Chớ. Còn cá nhân cựu chiến binh Phạm Tấn Phúc, ngụ tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, đã mạnh dạn phá bỏ hơn 1,4 hectare cà phê, đầu tư 2,7 tỷ đồng để chuyển sang trồng ớt ngọt trong nhà kính. Sau 7 tháng triển khai, gia đình ông đã có thu nhập ổn định, tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập từ 5,5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Qua chuyển đổi, sau khi trừ chi phí, một hecta sinh lời khoảng 2 tỷ đồng một năm. Bên cạnh đó, ông cũng tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào của địa phương, nhất là trong việc tu sửa đường giao thông nông thôn, hiến trên 60 mét vuông đất làm đường, tham gia góp tiền góp công để làm đường dân sinh. Đi họp hội rồi các thứ là coi như chuyển đổi cây trồng, nên từ đó là coi như là mạnh dạn coi như là đứng ra để mà coi như chuyển đổi trước, để mà nghiên cứu chuyển đổi cho bà con người ta coi như làm theo. Ví dụ mình cảm thấy thành công thì người ta mình phát triển cho trong hội hoặc là coi như bà con xung quanh. Ngoài các cá nhân thì các hợp tác xã cũng đã cùng với các thành viên vận động tuyên truyền đến nông dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng, sản xuất nông nghiệp theo hướng chiều sâu, năng suất chất lượng, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, từ đó đem lại thu nhập cao và ổn định hơn cho người nông dân. Hợp tác xã cũng đưa ra một cái chiến lược là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bằng mọi giá phải tuyên truyền cho người nông dân hiểu được rằng khi anh chuyển đổi cái suy nghĩ thì anh sẽ được nhiều tiền hơn. Và thực tế là như vậy. Thì ngoài cái việc mà tuyên truyền cho bà con quay qua cái giống mới, những giống cao cấp, thì còn tuyên truyền cho bà con cái chất lượng của sản phẩm. Chất lượng thì nó chia làm hai. Cái thứ nhất là cái chất lượng mẫu mã cho nó đẹp để đáp ứng được cái nhu cầu của siêu thị. Nhưng cái chất lượng mà về mẫu mã nó chỉ là một phần. Và hiện giờ trên thị trường, cái chất lượng về cái an toàn thực phẩm là đặt lên hàng đầu. Trong tổng số diện tích trên 18.000 hectare của huyện nhà, đối với diện tích nông nghiệp công nghệ cao đã có trên 8.200 hectare thực hiện theo diện tích nông nghiệp công nghệ cao, từ đó giúp cho cái thu nhập của người nông dân huyện nhà có nhiều khởi sắc. Là một địa phương nổi tiếng với nền nông nghiệp ngày một phát triển, chiếm phần lớn giá trị kinh tế, thì Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang thể hiện vai trò của mình thông qua việc xây dựng các dự án, mô hình, tạo điều kiện để đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, tạo ra nông sản chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: tiếp tục mở đợt cao điểm kiểm soát chặt thị trường Tết Nguyên đán, khơi dậy sức dân trong làm đường giao thông nông thôn. Ngành xuất khẩu da giày của Việt Nam năm 2018 có nhiều tín hiệu vui, với kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2018 đạt gần 18 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2017.
cả năm ước đạt khoảng 20 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. Năm 2018, cơ cấu thị trường xuất khẩu của ngành có sự thay đổi rõ rệt. Hiện Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm giày dép tới trên 100 nước, trong đó có 72 nước có kim ngạch xuất khẩu trên 1 triệu đô la Mỹ. Năm thị trường có kim ngạch lớn nhất bao gồm Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về sản lượng xuất khẩu giày dép ra thị trường thế giới với khoảng hơn 1 tỷ đôi các loại mỗi năm. Đáng lưu ý, giá xuất khẩu trung bình của thế giới là 9,81 đô la Mỹ một đôi, trong khi đó giá của Việt Nam là 15 đô la Mỹ một đôi, cao gấp 1,6 lần so với giá trung bình của thế giới. Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước và sau Tết Kỷ Hợi 2019, Tổng cục Quản lý Thị trường đã yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục mở đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường Tết đến hết ngày 22 tháng 2. Theo đó, các địa phương trực thuộc Trung ương cần tập trung kiểm tra kiểm soát chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu và gian lận thương mại như vật liệu nổ, pháo nổ, động vật hoang dã, thuốc lá ngoại, giày dép, quần áo, bánh kẹo, bia rượu, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm. Phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung vào khu vực chợ đầu mối, siêu thị, kho chứa hàng đông lạnh, các đơn vị nhập khẩu kinh doanh hàng đông lạnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đường phố, kiểm tra kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá đã niêm yết. Thưa quý vị và các bạn, giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và là cầu nối phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Vì vậy, cùng với tận dụng các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, xã Kla, huyện Đắk Đoa đã huy động nguồn lực trong nhân dân tập trung mở mới nhiều tuyến đường giao thông nội đồng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Con đường bê tông dài hơn 600 mét dẫn vào làng Tua Cờ Tu đang được nhân dân tích cực xây dựng. Tuy đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, nhưng khi được tuyên truyền vận động đóng góp để nâng cấp sửa chữa được làng, tất thảy đều đồng ý. Hộ nào có điều kiện thì góp 2 triệu đồng, hộ nghèo thì đóng góp ít hơn hoặc đóng góp ngày công. Với sự chung sức đồng lòng của hàng trăm hộ dân, con đường mang tên cộng đồng đang sắp được hoàn thành. Trong khi thi công và cho đến ngày hôm nay, người ta dân nó còn rầm rộ, coi như tham gia rất là đông đủ và cũng rất là phấn khởi. Tại xã Gờ La, những năm gần đây, việc người dân chung sức làm đường giao thông đã trở thành phong trào sâu rộng, lan tỏa khắp 10 ngôi làng Ba Na trên địa bàn. Các con đường được người dân thi công theo đúng quy chuẩn với mặt đường rộng 3m, dài 16cm, hai bên có rãnh thoát nước và lề đường. Nhiều hộ còn tự nguyện hiến đất để mở rộng đường làng ngõ xóm. Nhờ đó, Gờ La ngày càng có thêm nhiều tuyến đường làng khang trang, sạch đẹp, tỷ lệ tuyến đường đạt bê tông hóa trên 65%, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương của người dân. Trong năm 2018, tổng số km ngoài cái phần nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp là đã triển khai thực hiện được 6,5 km. Thì cái cách triển khai như vậy thì hiện nay thì bà con cũng đã tự nguyện, đã triển khai thực hiện rất là thành công, đã làm cho cái đường đi lại thuận lợi và rất là khang trang ở các cái thôn làng. Nông thôn mới không những góp phần làm thay đổi bộ mặt của xã mà còn là động lực để địa phương ngày càng phát triển. Từ những con đường có sự chung sức của nhà nước và nhân dân đã và đang tạo nền tảng quan trọng để người dân xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc hơn. Phát huy quyền làm chủ, khơi dậy sức dân và tạo được niềm tin tưởng phấn khởi trong nhân dân. Đây chính là tiền đề quan trọng để xã Gờ La giữ và phát huy hơn nữa các tiêu chí đã đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Liên quan đến thông tin tài xế xe container có kết quả dương tính với ma túy và có nồng độ cồn trong máu cao, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong tháng 1 năm 2019, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tổ chức khám, kiểm tra ma túy trong máu, trong nước tiểu của tất cả các lái xe. Để phát hiện ngăn chặn những người điều khiển phương tiện có dương tính với ma túy dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông, những tài xế lái xe khách và xe container sẽ được kiểm tra trước tiên. Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung vào xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục hoàn thiện thông tư về công tác đào tạo sát hạch giấy phép lái xe, cũng như hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy và bộ đề thi của các loại giấy phép lái xe. Theo đó, nội dung giảng dạy sẽ gắn với thực hành để xây dựng giá trị đạo đức của người điều khiển phương tiện.
Việc làm cho lao động địa phương, yếu tố quan trọng thúc đẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hai bên cùng có lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn đề cao sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp. Điều này không chỉ là yếu tố quan trọng thúc đẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển, mà còn góp phần nâng cao nguồn thu nhập, bảo đảm mức sống cho người lao động tại địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gắn bó với công ty Viên Sơn gần 10 năm nay, công việc chính là sắp xếp, đóng gói các sản phẩm khoai lang. Với công việc này, mỗi tháng đem lại cho chị Trần Thị Thu Thảo ở Liên Hiệp, huyện Đức Trọng trên 4 triệu đồng. Là người địa phương, khi được lao động tại một doanh nghiệp đóng trên địa bàn, chị luôn cảm thấy yên tâm với công việc ở đây. Ngoài ra, thời gian rảnh rỗi, chị còn có thể làm thêm công việc tại gia đình để kiếm thêm thu nhập. Làm từ hồi công ty mới thành lập, chị thấy điều kiện ở đây là coi như là ngày tiền lương này, hay hoặc là những ngày là ngày lễ, ngày Tết. Là có đầy đủ những cái quà cáp hay hoặc là tiền thưởng rồi trong năm mà mức lương ở đây thì trung bình của anh em ở đây là cũng như là đảm bảo về cuộc sống ở đây. Công ty Viên Sơn, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng hiện mỗi năm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước trên 4.000 tấn nông sản các loại, với mặt hàng chủ lực là khoai lang với trên 100 lao động làm việc thường xuyên, đa phần ở tại các địa bàn của huyện Đức Trọng. Theo đại diện đơn vị, ngoài việc đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì yếu tố quan trọng nhất đó là đời sống của người lao động được đảm bảo. Cái nhà máy mình thì đặc biệt đóng đến cái địa bàn đặc biệt khó khăn và gần cái khu vực đồng bào dân tộc. Thì cái này là một cái về phần doanh nghiệp thì cũng tạo rất là nhiều công việc làm cho bà con. Cái đó là cái tôi nghĩ rằng đó là những cái đóng góp để ổn định cái gọi là cái lực lượng lao động cũng như là kinh tế của khu vực địa phương ạ. Trong tương lai thì theo cái xu thế phát triển thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ đầu tư thêm nhà xưởng và cũng phải thu hút thêm cái lực lượng lao động nhiều hơn nữa so với hiện nay. Thực tế khẳng định trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm đến giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, lao động tại chỗ. Điều đó được thể hiện ở nhiều chính sách như chính sách đất đai, chính sách tín dụng nông thôn, chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Đây là một bước đột phá trong việc giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở địa phương. Không chỉ các doanh nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp, mà hiện nay nhiều hộ sản xuất kinh doanh cá thể cũng đang từng bước góp phần đẩy mạnh giải quyết nguồn lao động tại chỗ. Đối với những lao động phổ thông, thì việc tìm cho mình một công việc phù hợp như vậy sẽ tiết kiệm rất lớn các chi phí, nhất là các chi phí phục vụ ăn ở, sinh hoạt và lưu trú. Thấy công việc đây tốt, tạo thu nhập cho người dân ở đây làm kiếm cuộc sống. Làm ở gần địa phương mình thì chi phí nó ít lại, nó sẽ tốt hơn đi làm ở xa. Làm việc tại địa phương thì mức thu nhập ổn định và cũng không có phát sinh thêm chi phí nào khác. Cảm thấy là mức lương của em thì ổn định và sẽ gắn bó lâu dài với công ty. Thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 7.600 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 75,8 ngàn tỷ đồng. Mỗi năm có trên 1.100 doanh nghiệp được thành lập mới, tập trung chủ yếu trên lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, chế biến cà phê, trà, vật liệu xây dựng, lắp ráp điện tử, xe tơ dệt lụa, may mặc và một số lĩnh vực liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Chính sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa các ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, mỗi năm có hàng chục ngàn lao động, trong đó có trên 70% nguồn lao động tại địa phương được giải quyết việc làm. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động, các ngành chức năng địa phương luôn là cầu nối cho người lao động, phối hợp các ngành chức năng và doanh nghiệp tổ chức gặp gỡ, trao đổi, cam kết, đảm bảo tốt chế độ và an toàn lao động cho công nhân. Lâm Đồng thì đối với những cái doanh nghiệp mà sản xuất chế biến, trồng và chế biến, thì cái nguồn lao động thì tương đối là nhiều hơn. Do vậy chúng tôi cũng tăng cường cái công tác là phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để làm sao tăng cường công tác đào tạo nghề, giúp cho cái người công nhân để họ chuyển đổi một cái lĩnh vực ngành nghề để phù hợp với cái vai trò cái tay nghề để họ đáp ứng cái nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay ở địa phương.
việc giải quyết việc làm cho nguồn lao động tại địa phương, đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần của người lao động, không những giúp người lao động tái tạo sức lao động, mà còn tăng khả năng sáng tạo của họ trong sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều của cải vật chất, xây dựng niềm tin giữa người lao động với doanh nghiệp. Từ đó, người lao động sẽ gắn bó, góp sức xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Đây cũng chính là cơ sở để các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội của địa phương nói chung. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.